mua được nó đâu mua được nữa đâu, không mua được nữa cả nhà ơi. Hà vẫn có cái nghệ nhá, đây cái nghệ collagen này, cái nghệ này là nghệ nghệ thạch thạch nghệ chứ thạch nghệ của Samsung nha cả nhà nhá, thạch nghệ của Samsung. Cái này á thì cái hàm lượng curcumin của nó lên tới 1.800 mg nha cả nhà nha, curcumin này của nó nha. Thì bình thường ấy mọi người biết không, khi mà người ta nói là cái thạch nghệ, nếu mà cái nghệ nó nhiều ấy thì người ta ăn nó sẽ dai và nó sẽ giòn, nó sẽ ngon hơn. Còn những cái kia thì nó sẽ giống như là nó sẽ không được bằng cái, giống như là cái collagen nó nhiều hơn ấy, thì cái đó nó sẽ không có ăn, nó không không ngon bằng cái nghệ nhiều. Nhưng mà đặc biệt cái này thì là cái nghệ của nó lại nhiều hơn, collagen Samsung thì nó lại nhiều hơn. Còn cái thạch nghệ mà của 365 ấy, thì cái collagen nó sẽ nhiều hơn nha cả nhà nha. Bởi vì collagen thì tất nhiên là nó sẽ khác với lại cái nghệ rồi. Cái nghệ thì mọi người biết ăn vô thì nó làm trắng sáng da mình, nó tốt cho cái đường tiêu hóa mình, tốt cho cái bao tử của mình nha, tốt cho cái da của mình nếu mà nghệ. Và collagen thì nó tốt theo một cái kiểu khác nha cả nhà nha, nó cũng là collagen. Đấy, nhưng mà cái hàm lượng, nếu mà chọn được cái hàm lượng nghệ đó thì là cái này nó sẽ cao hơn, Samsung này nó sẽ cao hơn. Rất là dễ ăn luôn, mà như là người ta còn nói là như nó có vị mà giống như vị mùi xoài luôn đấy, Cúc ạ. À, nó giống như cái mùi xoài luôn đấy. Rất là thơm ngon và rất là dễ ăn nha. Dễ ăn lắm, ăn ghiền á. Hai bịch này của nó là tới 30, hai hộp này nó tới 30 gói nè. 30 gói mà chị phải bán 40 mấy đồng đó. 33 đồng. Một bịch như vậy thì không biết là như thế nào. À, để chị coi nhé. Nó phải là 48 đồng luôn em. 48 đồng hai hộp này đó. Hai hộp này 30, được 30 gói hay gì đó. Được 30 cây á. Ừ. Tại vì cái này nó là thành nghệ mà, cho nên là nó sẽ mắc hơn những cái khác đó. Nó được làm từ nghệ mà, cho nên là nó sẽ mắc hơn những cái kia một thùng nghệ, thùng thạch lựu kia 60 cây mà được 60 cây mà giá là 65 đồng. Còn cái thạch hu nhẹ hơn hu phải không chị yêu? Cũng có thể nói là như thế, nó dịu nhẹ hơn hu. Cũng có thể nói là như thế. Mỗi ngày ăn một gói cũng được em, mình có thể thích mình có thể ăn một ngày hai gói đấy, nghệ mà. Ăn rất là tốt cho cái bao tử của mình. Tốt cho, rất là tốt cho cái đường tiêu hóa của mình, da mặt mình giống như là da mặt mình bị thâm, bị này bị kia đấy. Thì mình cũng có thể là mình ăn nó, mình cũng rất là tốt luôn, nghệ mà nó tốt lắm. Mà cái hàm lượng nghệ cực kỳ cao luôn, tới 1.800 mg lận. Thì đúng thật là nãy chị Hà nói là cái Samsung này là cái hàm lượng nghệ nó rất là cao. Ăn cho đẹp da, đúng rồi. Da em không đẹp, ăn cho đẹp da thật sự mà. Cái nghệ này người ta còn uống này, người ta ăn này, cái nghệ này thật sự là nó đẹp da. Nghệ này từ xưa đến giờ mọi người biết rồi. Mọi người biết là cái nghệ nó đẹp rồi. Cúc chị cảm ơn em nhá. Em lấy hai hộp. Tại vì em biết làm sao cái này đúng ra của nó đó, hai cái hộp này nó nằm trong một cái hộp lớn. Mà chị nói là nếu mà ship cái hộp đấy vào nữa đó thì mình chị bị mất thêm mấy đồng nữa. Thì chị thay vì như vậy chị bỏ cái đồ hộp đấy ra xong rồi chị ship như thế này thì mình lại rẻ được ít đồng. Nó vậy đó. Chứ thật sự là nó không, nó cũng như nhau vậy thôi. Một hộp của nó nằm vô đấy, hai chai nó nằm sát nhau như vậy đó. Nhưng mà tại vì nó bọc trong cái hộp kia nên chị thấy nó không có tiện. Đây. Em là chị cứ biên cho em đây là một hộp nghệ thôi là biết rồi. Cái này là thạch nha em nhá, thạch nghệ nhá. Cái này nó là thạch nghệ. Rất là thích. Ăn rất là thích luôn đấy cả nhà. Ăn nó ghiền đấy. Ăn ghiền á, ăn ngon lắm, dễ ăn lắm. Mọi người đừng có nghĩ là uống nước nghệ hay là mình ăn nghệ mà là cái mùi nó khó chịu hay là này kia, không hề nhá cả nhà nhá. Không làm gì hết cho mình hết, người ta xử lý hết rồi theo một cái kiểu mình nano ấy cả nhà, cho nên đâm ra mình không có bao giờ mình thấy một cái gì mà nó làm ảnh hưởng gì tới cái đồ ăn đồ uống gì của mình ấy hết.